Enemy double kill. Ally slain. Enemy slain. Thanh niên Kai'Sa này là mình gặp này trận 3 mọi người ạ. Gặp là thanh niên này 3 lần thôi. Bình tĩnh xử lý. Sau ông kia phải đặt tên, cái ông còn lại đặt là cái đầu lạnh. Nè, trận này nè. Nó luôn, lại Kai'Sa. Trận này nữa. À, nó tay mình. Nó tay mình. Sang hai trận sau là rồi. Hiểu rồi. Ngọc đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem video.